chào các bác nhé. Em đến từ xe đạp F-Bike. Còn em xin giới thiệu cả các bác mẫu xe đạp địa hình Motachi 850 TPA. Xe đạp Motachi 850 TPA là mẫu xe mới của hãng Motachi đến từ Italia các bác nhé. Mẫu xe đạp Motachi 850 TPA là dòng MTB được thiết kế phù hợp với cả nhu cầu đi học này, đi đạp tập thể dục này, hay là đi đạp dạo phố cùng bạn bè. Về tổng thể xe thì nhìn chiếc xe khá là ngầu, dáng xe rất là khỏe, thiết kế khá bắt mắt. Về khung sườn của xe thì được thiết kế từ được làm từ hợp kim nhôm 6061, rất là nhẹ và bền. Khung xe thì là 17 inch, phù hợp cho các bác chiều cao từ 1m55 đến 1m8 cũng sử dụng tốt các bác nhé. Về sơn xe có thể thấy nước sơn rất là đẹp, sơn được sơn tĩnh điện nhiều lớp cho màu sắc bền màu theo thời gian. Thiết kế tem xe thì khá nổi bật. Xe Motachi 850 thì được trang bị bộ tay bấm Shimano M310 24 tốc độ. 24 tốc độ thì này thì là các bác có thể trải nghiệm rất là nhiều cái địa hình đạp khác nhau. Củ đề sau được trang bị củ đề Shimano RDTI 300 8 tốc độ. Củ đề trước của xe thì trang bị mã TFDTX51. Líp xe thì là líp 8 tầng các bác nhé. Đùi nhôm Brown Hell 3 tầng. Xe sử dụng xích KMC. Có thể nói cái bộ chuyển động này rất là tốt trong cái tầm tiền. Chuyển số nhẹ nhàng mượt mà, không giật cục hay hiện tượng trễ khi các bác chuyển số nhé. Trang bị phanh của xe thì trang bị phanh dầu Shimano M315, phanh đĩa dầu các bác nhé. Phanh này thì bóp khá là nhẹ nhàng, êm mái, an toàn nhé. Các bác lao dốc lao diếc thì có cái đôi phanh này thì khá là an toàn cho các bác, yên tâm để chinh phục những con dốc cao nhé. Về trục giữa của xe thì trục giữa chạy vòng bi bạc đạn, dùng khá là bền bỉ các bác nhé. Bộ ghi đông và cô tăng của Motachi 850 thì bằng nhôm, ghi đông ngang, cầm lắm khá là chắc chắn và điều khiển xe trong phố cũng như là xe đi những vùng địa hình rất là dễ điều khiển các bác nhé. Cái yên xe của Motachi thì được trang bị bằng yên da có lỗ thoáng khí, giúp các bác đi những cung đường dài thoải mái hơn. Cọc yên Motachi làm bằng nhôm thì có thể điều khiển chỉnh chiều cao với thao tác mở khóa đơn giản, giúp chiếc xe có thể sử dụng cho nhiều người trong gia đình các bác. Đây là cổng yên. Đây, thao tác mở khóa ra đóng lại rất là đơn giản, nhẹ nhàng. Không khó để tăng chỉnh chiều cao của yên. Còn về xăm lốp xe thì xe sử dụng xăm lốp CST cao cấp, kích cỡ là 26x1.95. Một thông số rất thông dụng trên thị trường xe đạp thể thao hiện tại. Các bác có thể thay thế dễ dàng và mua phụ tùng thay thế về xăm lốp này rất là dễ, rất là đơn giản, nó không có khó tìm gì cả. Gai lốp thì thiết kế gai to vừa phải, đi trong môi trường đô thị cũng tốt. Xe còn được trang bị thêm trục tăng mở nhanh, cả trục trước trục sau các bác nhé. Tháo lắp ra thay xăm thay lốp rất là dễ. Đấy, các bác vặn ra rồi khóa lại, rồi thế là xong. Đấy, có thể thay bánh dễ rất là dễ dàng. Đây giảm sóc xe. Giảm sóc xe hành trình nhún rất là sâu mà nhún rất là êm. Xe trang bị thêm cả khóa hành trình. Đấy, khóa hành trình để giúp các bác tối sử dụng mục đích về cái giảm sóc này nó hiệu quả hơn khi các bác đạp. Có thể nói tổng thể chiếc xe này TPA trang bị phụ tùng tốt, nhiều trang bị của xe giúp người sử dụng dễ dàng điều chỉnh, thao tác dễ dàng với một mức giá rất là hợp lý. Với những trang bị cao cấp, hiện xe đang được bán tại xe đạp FBK với giá hơn 5 triệu đồng. Các bác có thể tham khảo thêm về hình ảnh hoặc thông số xe trên trang web xe đạp fbike.vn, em để ở phần mô tả clip. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video giới thiệu sản phẩm khác của xe đẹp F3. Em xin chào các bác nhé.